Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Kể từ ngày hôm qua, tức ngày 15 tháng 6, nhiều bà con Phật tử và em cũng như cô chú anh chị rất nhiều người cũng bàng hoàng, xúc động và không kìm được nước mắt vì nhận được một cái thông tin là Thầy Minh Tuệ, một vị thầy đáng kính của chúng ta đã ẩn tu lần thứ hai. Có rất nhiều bà con sau khi nghe được thông tin thầy đã lẳng lặng ẩn tu và không một ai biết được thì rơi những giọt nước mắt, nhìn rất là thương xót. Nhưng bất ngờ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6 thì buổi sáng thì thầy lại xuất hiện. Ở đây là những hình ảnh mà người dân đã ghi hình lại được thầy lúc buổi sáng ngày 16 tháng 6 đi khất thực ở trên một con đường. Và sau khi thọ thực xong thì thầy đi nhặt những miếng vải và trở về nơi ẩn tu để may thêm cái y thứ ba của thầy. Mặc dù chúng ta chỉ nhìn thấy thầy Minh Tuệ thoáng qua thôi, chỉ một chút thôi, nhưng đó cũng là những cái an ủi và cũng như là những người Phật tử sẽ thỏa được cái lòng mong nhớ thầy. Có lẽ là hình ảnh của một vị chân tu mặc y phấn tảo vân du trên các nẻo đường khất thực vào mỗi buổi sáng, nhất là hình ảnh của thầy Minh Tuệ đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta và nó dường như đã trở thành một thói quen hàng ngày. Em nói thật với cô chú anh chị, chớ bản thân em mặc dù chưa có đi được với thầy nhiều, chỉ vỏn vẹn là chưa đầy một tháng từ Hà Tĩnh về tới thành phố Huế là gần một tháng trời. Trong một tháng trời đó em đi vì công việc của mình, tại vì em là một người vlog quay YouTube. Nhưng sau từ chừng một tuần lễ khi mà em đi với thầy thì em cảm nhận cái từ trường, từ bi và trí tuệ nơi thầy. Và từ đó em thấy có một sự thay đổi rất lớn. Và hình như là cái hình ảnh của thầy nó đã ăn sâu vào trong tâm trí của mình, nó trở thành một cái thói quen, ngày nào cũng phải nhìn thấy thầy. Thì ngày đó mình mới cảm thấy không có trống vắng. Nó lạ lắm cô chú anh chị, cho tới bây giờ khi mà em về nhà, từ khi mà ở Huế rồi được tin thầy ban đêm đã được đưa đi về Gia Lai làm căn cước công dân, và cũng ngay ngày hôm đó thì em cũng nhận được một cái tin là mẹ em đau rất là nặng và em đã phải tức tốc trở về nhà để lo cho mẹ trong những ngày cuối đời. Và em cũng đã có chia sẻ ở trên tab cộng đồng cho cô chú anh chị các bạn, những khán giả mà luôn đồng hành cùng em, biết được tình hình của em cũng như là tình hình của thầy Minh Tuệ qua những người đồng nghiệp ở ngoài Gia Lai chia sẻ lại. Và em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị, những khán giả thân thương luôn đồng hành cùng em trên những video, đã gửi lời động viên, hỏi thăm sức khỏe của mẹ em và gửi những lời cầu nguyện tốt lành đến gia đình cũng như là mẹ em. Nhưng sau một thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tuần thì do thân bệnh lâu ngày và thọ mạng của mẹ em cũng đã tận trong những ngày cuối đời, thì em cũng rất là hạnh phúc vì trong những ngày cuối đời của mẹ em cũng đã chăm lo cho mẹ và cũng như là đã tận lực những cái gì mà có thể để chăm lo cho mẹ em những ngày cuối cùng mẹ em còn ở trên dương thế này với em. Em cũng như bao nhiêu người con khác thôi thì vẫn luôn mang một cái tâm trạng là sẽ lo cho cha cho mẹ bằng những cái gì mà mình có thể trong khả năng của mình lo hết. Nhưng do thuận thế vô thường thì mẹ em cũng đã mất rồi,
Và khi mà mẹ em mất rồi thì em cũng vừa nhận được một cái thông tin là thầy ẩn tu lần thứ hai, thì em cũng rất là buồn. Vì thời gian này em rất là mong muốn khi mà xong hết công chuyện nhà thì em sẽ tiếp tục đi ra nơi của thầy để mà ghi những cái thước phim, những cái thông tin về thầy để gửi tới cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là rất là khó để quay được hình ảnh của thầy để gửi cho cô chú anh chị cùng xem. Nhưng mà dù quay được hay không, thì khi mà chúng ta nghe được một cái thông tin gì đó của thầy, hoặc là những hình ảnh chỉ thoáng qua do người dân quay được, thì đó cũng là những cái để mà mình mãn nguyện, nguôi bớt cái nỗi nhớ thương thầy rồi cô chú. Còn đây, đây là những hình ảnh trước kia mà của một anh YouTube hay là người dân gì đó đã quay lại được một thước phim rất là quý giá về thầy và những cái vật dụng ở bên trong cái tay nải mà thầy luôn mang theo bên người. Người ta tưởng chừng đó là những cái thứ mà quý giá lắm đối với thầy, nhưng mà khi xem, khi nghe thầy chia sẻ thì chúng ta sẽ rất là nhiều người phải rơi nước mắt vì điều này. Và video như thế nào thì em mời cô chú anh chị cùng xem lại. Tuy là đây là những thước phim đã cũ rồi, nhưng nó rất là quý giá. Bây giờ em mời cô chú anh chị cùng xem. Và một lần nữa, em cảm ơn tất cả cô chú anh chị, các khán giả luôn đồng hành, đã gửi lời hỏi thăm em, cũng như là đã gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ em. Và có một cái hình ảnh mà em đăng ở trên tab cộng đồng là em quẩn cái mền, ôm cái nồi cơm và đã xuống tóc. Thì em cũng xin đính chính với cô chú anh chị luôn là do lúc mà mẹ em đau nặng quá thì em có phát nguyện rằng nếu như mẹ em đã hết cái phần dương thọ nơi dương thế này, cũng mong các đấng thiêng liêng gia hộ cho mẹ em rời khỏi xác thân được nhẹ nhàng, không có hoành hành đau bệnh thể xác nữa. Thì em sẽ xuống tóc, sẽ phủi tóc để trả lễ. Thì quả nhiên sau 3 ngày thì mẹ em ra đi rất là nhẹ nhàng, và em đã phủi tóc. Thì sẵn đó em cũng nhớ thầy Minh Tuệ, cho nên là em cũng lấy cái mền em quấn vô trong người theo y phục truyền thống Nam Tông Khmer, và lấy cái nồi cơm ôm để chụp một tấm hình vừa để kỷ niệm. Cũng có nhiều cô chú tưởng là em sẽ phủi tóc và đi theo con đường của thầy Minh Tuệ, thì xin thưa là không có, tại vì em còn vướng bận rất là nhiều điều luôn, nên em chưa thể nào phủi sạch để mà đi theo từng bước chân giải thoát của thầy được. Và bây giờ em xin kính mời cô chú anh chị các bạn cùng xem video và nghe những giai điệu Phật Pháp cùng với em. Và rất mong thời gian tới cô chú anh chị các bạn sẽ cùng đồng hành ở những video kế tiếp. Mến chúc cô chú ngày mới thân tâm an lạc, thật nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều thành công và may mắn, luôn hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Dạ em mời cô chú anh chị cùng xem video. Ngoài y bát thầy còn mang theo gì nữa không? Ngoài y bát thì con đây, đồ con đây, cái này như đồ bánh chai ấy. Vâng. Thì mấy cái nhựa hôm kia nhặt được cái đại bông, nhưng mà cái này là bị quăng đi. Cái này thì mấy cái dây này khi nào mà thấy mưa đấy, mình phơi nhặt ra đây, mình phơi đi, phơi cái mình chặt đấy của cây cây đâu nhỉ, địa hay là gốc cây thì mình phơi, nhưng mà bữa nay không giặt để cái phơi. Thầy giặt là thầy ra ngoài sông ạ? Dạ, ra sông hay là hồ như thế này. Đây thì để lắp cái đèn hôm anh cho để lỡ đêm đi, có xem rừng nó đi. Đấy, cái người làm cái này, cái đây là cái cây dù cho bờ hương đấy. À. Rồi mình để mình lấy cái này để mình kia mình tới mình làm mưa hay là cái gì là để mình cái đi. Đúng không? Đúng không?
nhớ tâm toàn bộ việc nhớ gạt. Thế này thì khi em bản đồ thì cái em cái này mấy cái số kinh sách nhé. Cái này để con xem máy để con xem khi mình đi tới tới điểm nào thì quốc lộ nào mình đi đây nè. Rồi nhìn cái kinh sách ấy, nhìn cái video mình học ấy. Đó, đấy mình ghi đấy. Đó, không có gì. Đây là đường đường đi, chỉ mình đi hướng dẫn mình đi vào đâu tới thì nhiều cái lịch trình mình đi á, theo đường. Chỉ đường ấy. Chỉ đường với mình con đi lại đấy. Tới thì cái Hà Nội chưa? Chưa. Tới đó con đi mới tới. Chẳng hạn như là đi đây là mình đi vào cái tới đây là mình đi vào cái cao tốc 20 đấy, đi đường Trần Duy Hưng này sang cái Đinh Lãng này, đi Bình Đại 2 rồi qua cái cầu Việt Tân đó mình đi theo HA14 này, đường Võ Nguyên Giáp ấy. Đấy là Hà Nội vậy. Ờ, quốc lộ 18 đi về cái đi gọi là đường cao tốc Hạ Long Hà Nội ấy, Nội Bài á. Vâng. Đi theo cái đường đó để mình vào quốc lộ 3. Ờ, sắp thì cái này con cùng xem qua để con biết cái đường đi của con. Về cái này thì đến tới đó phải xem xong thì con chỉ bước đi. Cái đấy là ai ghi cho thầy à? Cái này là em vừa đến trên trang lát á. Đọc tiếng kinh sách có tự tra lấy. À. Trên mạng á. Ở trên có nhà cái thầy tu sĩ ở trên Đắk Lắk có cái điều kiện có máy mạng á, còn ghi hết kinh sách sẵn tiện là xem cái bản đồ, xem cái đường mình đi á, mình tra thêm ra cái đồ mắt. Bây giờ thì cũng chẳng hay chẳng hay chúng mình. Họ cũng không biết định cho mình đi đi về bản đồ cái quãng đường nào để mình đi á. Nhưng mà có cái này thì ra để mình đỡ phải đi đi lạc, xong đi để họ chỉ đường sai thì mình được đảo. Ở đây là cái tối cái đồ của con nhiều khi đi trên đường các họ thường xuyên, và thực tế không có đi anh đây không hôm bữa anh cho cái kéo kéo làm cái kinh chỉ đấy cái cầu râu á. Vâng. Đầu tiên cái này thì mình đang muốn chỉ kéo để cắt khi y đã nhé, để mình cắt mình bay đó. Còn đây là dạ, đây là cái túi này nè, cái bạt này là cái cô ở dưới đấy cô có mua cho hôm bữa tân nhận phim đi vào xi măng đúng không, đi tới đâu nhà cái tấm xi măng rất dễ, nhưng mà ra ngoài mùa mưa là phải có cái này. Ừ. Để mình tới mình giải mình ngồi dưới đất đá thì mưa có thể mình ở ngoài 1 mét mình sẽ được.